À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tẩm lực Attila. Mình là Châu Chấu của Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của Vương quốc Langoba để chinh phục thế giới. Nhiệm vụ của mình bây giờ thì khá là đơn giản thôi. Mình chỉ cần tiêu diệt thêm một phe phản... Đâu rồi? Đây. Chúng ta đã hoàn thành là đánh bại 20 phe phái rồi. Bây giờ mình chỉ việc kiểm soát thêm 11 khu định cư nữa là mình hoàn thành nhiệm vụ. Mình có cần kiểm soát không hay là bây giờ mình sẽ kiếm đồng minh với mấy thằng nào đấy nhỉ? Ủa cái là thằng nào nó cũng đánh nhau với hung nô thế này. Chết giờ. Đồng minh với thằng này. Greetings to you. I trust you. Mình đồng minh với nó là mình sẽ thêm được một khu định cư mà. Nó chỉ cần yêu cầu mình đồng minh thôi. Là cho nó nhanh cái chiến dịch này. Một khu định cư nữa. Xem còn thằng nào nữa không. I will do you the honor of listening to you. Mày chảnh thế. Bơm cho mày ít tiền nhá. Giờ thì thực ra mình khôi phục lại các cái vùng đất mà thằng Hung Nô nó vừa đốt kia thì cũng được, nhưng mà xây dựng lại mất thời gian lắm. Đi ăn cướp dễ hơn. Mình lại không muốn đồng minh với mấy thằng ở phương Bắc này, bởi vì mấy thằng này thì đang chiến tranh với Hung Nô. Speak your speech so that I may go to the bath. Alright. Lấy cái điểm ngoại giao thằng này đã. Thằng này nó ở góc này. Thằng này thì chiến tranh với mình thì nó cũng chả vác quân đi đánh mình nhỉ. Nó nhanh cho nó vua. Còn thằng này á. Chuẩn bị dẹo. Rồi các hạm đội mình đâu nhỉ. Hạm đội này thì chắc chắn phải đóng ở đây rồi. Không đi được. Chả nhẽ phải chờ các quân đoàn kia xuống à. Ready for orders. Ready for battle. Chưa đánh được sang đây. Đánh vào đây thì đánh được. Chờ cho nó rút quân đi ạ. Thirsty for battle. Tướng à. Kinh tế của mình bây giờ cũng thuộc dạng khá khẩm. À, con này nó định khôi phục cái tỉnh ở dưới này lên này. Ô, bọn này ra ngoài biển hóng gió à? Chết dần chết mòn rồi. Bây giờ mình cần phải sửa chữa cái vùng đảo Anh này đấy, cho yên ổn. Ra đứng ngoài này để tập. Ok ạ, ok ạ. What the hell, mình không cắm trại. Thế thì chạy đã. Run! Destination reached. Đã thấy mình cắm trại đây phát nhỉ. Cắm trại phát xem chúng nó làm gì. Tấn công hạm đội mình à? Để xem nhá. Mình sợ nhất cái hạm đội cuối cùng này của nó vào này. Mấy thằng này thì mình đập chết như dĩ luôn. Bọn này hơi nguy hiểm. Ăn thì ăn được nhưng mà thương vong nặng lắm. Mình là mình ngán cái hạm đội kia thôi. Mấy cái anh Hung Nô anh đi đằng nào hết rồi nhỉ? Cứ đốt mấy thằng đệ của mình khổ thật. Nó đốt tan hoang luôn.
loot không còn gì. Thôi ra sang đánh nhau với mấy thằng phương đông đi. Ủa quá, cứ lẩn quẩn. My ancestors have spoken well of you, and so we offer to. Ký hiệp ước không xâm lược thì chắc cũng không mất điểm ngoại giao mấy thằng phương đông mấy á. We always remember with honor those we consider to be friends. Không, không, không. An offer of peace from us should not be spurned. Now, what say you? We see no problem. Xin tiền mình. Nó thích thằng Hung Đô làm gì mà nó kéo được mấy quân đoàn đây mà nó không đốt lốt cái thành của thằng này nhỉ? Chả hiểu. Một điểm uy tín đang tăng dần lên rồi. Ý thật cái đám con ông cháu cha. Chính khách thì mình không cần. Điểm uy tín của mình đang tăng dần rồi, không sợ. Nó rút quân ra khỏi thành hết rồi. Ngắn nhất cái hạm đội này của nó. Laying siege to their hovels. Ready for battle. Ready for. Bao nhiêu thằng dám lên tiếp viện? To battle. Đánh đêm thì mình ngăn được thằng nào tiếp viện? Chả ngăn được thằng nào. Trong thành nó cũng không có quân gì mạnh. Đánh những trận nó phải hay hay một tí kiểu này nó mới sướng nhỉ. Cho quân nó đổ bộ vào. Thuyền pháo của nó cũng phải đổ bộ vào nhé. None will escape. Thằng này thì nó không có đánh đêm. Sợ mẹ nó ăn luôn. Liều ăn mới được nhiều. Từ thằng này nó vào tiếp viện đấy. Let them cower before us. Hạm đội này à? For the tribe.
Trong lúc mình đang phá thành thì mình lại phải đánh nhau bọn hạm đội này của nó à? Your orders. Nhưng mà mình ít pháo hơn nó, mà thuyền pháo của mình không mạnh bằng thuyền pháo của nó. Khỏi cần. Anh solo. Trời mưa. Lý thuyết mà nói, ai ôi thành của La Mã kìa, đẹp thế. Sao nó to này thì mình phá đến bao giờ mới hết tháp canh được. Nhưng mà đứng ở đây thôi, không kéo thuyền phá nó bắn cho vỡ đầu. Trận này công không đơn giản rồi. Khó mình trời. Mấy anh cầm kiếm này chất lắm. Đâu phải giọng vừa. Kiếm này của mình được buff hai thứ này. Bọn gió thứ hai này. Trừ 100% mệt mỏi. Cấp 5 rồi. Liên kết cấp 3. Sao? Bỏ phá hết phương. Phá mấy cái tháp canh nó trước ạ. Chắc chắn nó sẽ cho hải quân đổ bộ mà. Đây. Enemy reinforcements have arrived. Sẽ cho hải quân đổ bộ. Phát nữa là sập. Trong này nó có tháp canh. Thành của nó đẹp quá. Bố chú tháp canh giúp anh cái. Ok. Their tower has fallen. Good news. Đám đổ bộ này nó sẽ chạy vào đây. Kệ chúng nó. Vãi cả trưởng luôn, không trúng thế nào. Nhà cửa nó cháy khét mù. Đùa nhau à? Sao ở đây có con ngựa à? Đùa cho bắn chúng một tí cho anh nhờ cái. Kiểu này. Biết bắn hay không đấy, mấy khẩu pháo này. Ô! Cháy nguyên cả một góc thành phố rồi. Ôi giời. Đùa.
sao bắn hết đạn nó không sập được cái tháp cảnh nó đấy. Không biết có đủ cơ số đạn không hay phải phá tường nữa chứ nhỉ. Còn hai tháp canh nó bắn vẫn đến được nhau này. Bây giờ mình sẽ chọn để tấn công từ phía bên nào. Nó đúng một cái khe rất là nhỏ đây. Ôi rồi. Đây. The fire rises. The enemy city smolders. Chỗ này là cái tháp canh thì nó không bắn tới. Tháp canh này thì bắn tới đây à? The enemy gates are obliterated. Ôi dồi ôi, lực lượng đổ bộ của nó đông thế. Đừng có bảo không sập nhé. Hết đạn rồi đấy, không sập nữa là vỡ mồm. We have destroyed their defenses. Hay quá. Thôi được rồi. Chúng ta chỉ có đúng một cái khe rất nhỏ này để không bị tháp canh bắn này. Canh không bắn được. Căng nhỉ, nó đông lắm. Tầm xa nó đang vào. Mình vào trước đi nhỉ? Từ sao chúng nó chưa chạy đến nơi nhỉ? Mà làm chiếm được mình trước càng thấy lợi hơn nhé. Bắn kia rồi. Không được rồi. Đổi ra đây. Và chịu đòn. Đây là skin đứng và chịu đòn.
loạt đạn cuối bắn này. Úi dồi, thì được đấy, thấm phết. Chắc chết cơ số quân của mình mất. Cung nó bị điên rồi, xông ra ngoài đánh nhau cận chiến với kiếm mình. Thôi kệ nó, nó thích ngáo cho nó ngáo. Đây còn kệ mày qua, nó chơi cái trò ngu xuẩn. Cung thì không sợ ạ. Nó cứ chạy trong thành ra, bọn này khôn vãi nhỉ. Ok kìa, tấn công đám này của mình. Đủ xa tí em ơi. Chỉ bằng mấy con cung cùi thì bắn được bao nhiêu. Hai thằng. Kệ cho nó bắn. Chỗ này mà tiến vào bây giờ thì chết đấy. Nên nó đập pháo rồi. Chạy rồi. Nó khôn vãi nhỉ, cho mấy thằng cung ra đánh nhau mình. Đúng rồi, cứ cho mấy thằng cung ra đây bắn nhau, đánh nhau với anh. Không thấm, bọn này bắn không thấm. Vấn đề là bây giờ mình cũng không tiến vào được. Từ cho tướng lùi nó xa tí không? Nó không bắn được bao nhiêu đâu. Tướng quân bị tấn công rồi. Không bao nhiêu cả vì chúng nó chết gần hết rồi. Bật test studio lên thì chết đấy. Bắn cung của nó. Ủa, mấy thằng này vẫn bắn này. Vẫn chưa thể bỏ mấy anh La Mã được. Bởi vì là chúng ta không có những lực lượng chịu đòn tốt như thế này, chịu tên tốt như thế này. Quân chúng ta thương vong nhẹ nào. Ô ô. Vestudo bật lên. Chết nhanh bây giờ. Bắn rộng với tên của thằng này. Cho nó
chắc. Đội hình này thì chịu tên kém cái đội hình này một chút xíu, nhưng mà nó có thể đánh xuống với cả một trận chiến. Ôi, làm tên nhiều thế. Thanh niên này chắc sắp được phong anh hùng. Rồi, ra đây chịu đòn hộ anh em. Chúng ta bắn tên chết lẫn nhau. Ui dồi ôi. Hết tên chưa cu? Còn mấy đội nó có tên chưa bắn hết đâu. Melee troops. Ui dồi ôi, mưa tên. Này chịu tên tốt hơn. Nặng quá nhỉ. Rất là nhiều tên kia. Mình xông vào bây giờ bọn đám của bên ngoài này vào chết ngay. Khi nó hết tên rồi thì chuyện đơn giản. Bật đội hình Testudo này để phòng thủ. Nếu nó xuống thì sẵn sàng. Thanh niên này của thần dính mưa tên vào đầu này. Ôi, mà xem bên bảo vệ thằng này chứ. Để bắn lo tên này chứ. Lại vào tầm bắn của nó à? Có những đơn vị sinh ra chỉ là để chịu đòn. Bán xông gà. Ôi, bắn đằng sau lưng. Nó bắn đằng sau lưng thì chết nhiều. Trận này tỷ lệ thắng của mình là thấp rồi. Không sợ đâu. Chặn sát thêm tầm xa mọi người. Rồi rút ra. Nó còn một đội cung duy nhất còn tên. Bắn nó đi cưng. Ủa? À không, mấy thằng kiếm không? Bây giờ mấy thằng này thủy quân hạng nhẹ, ném cái lúc rồi. Mình chỉ
sợ tên nói mấy thằng lén phun lôi mình không sợ. Vào đây. Vào nó. Gần hết tên rồi. Của thân hai, hai anh La Mã này. Chịu vừa tên ở đầu. Nó hết tên rồi, nó còn tí tên nữa. Bắn đạn kiểu cầu vồng này thì cũng không ăn thua. Thì thật thắp canh như kia là bắn được. Dám tiếp cận mình à? Sao đi sang cổng đấy, đi cổng này. Bên đây tiếp. Bảo vệ cho lính. Đội này cũng không chịu cái đòn, lên đây tiếp. Gần hết tên rồi, nó hết tên rồi. À, nó đến đến đau này, đau phết đấy. Cận chiến này, cận chiến thì thằng nào ăn được Long Ba Sauce này của anh. Okay.
nước đầy hết rồi. Không chịu được. Thanh niên này khổ thân. Không tấn công nổi. Tan vỡ à? Phải dùng với anh Lombard Swordsman. Đây rồi. Bút tinh thần binh sĩ lên nào. Tháp canh bắn xuống như thế. Kỵ binh nào sẵn sàng. Lombard Swordsman rồi, vào đây. Đây ạ. Bọn em chịu nhiệt đâu mà. Bọc chạy tán loạn. Còn quân lâu nữa. Đông lắm. Bình tĩnh mấy anh La Mã này, bình tĩnh. Đạo quân của chúng ta lại đang điên cuồng chém giết à? Ồ, điên cuồng chém giết này. Chết mấy thằng dìu này. Ủa, chúng ta ra đây à? Ra hết đây con. Ôi chết rồi, nó có quẩy đá này. Cái binh hoàng chuẩn bị để thông được một cái cổng nào đấy để con vào. Sau hay cổ bên này thì ok rồi.
Ôi, tháp canh nó bắn rát quá. Vỡ rồi. Mất tinh thần rồi. Cố gắng mình không cần phải tiến sâu thì được thì tốt. The enemy are losing their advantage. À, nó chạy hết rồi. Kết thúc trận đánh đi. Không, mình làm tốn nhiều quân lắm. Tháp canh nó bắn rồi. Đứng ở trong thành rồi. Xong. Đạo quân cuối cùng của địch đang bị tiêu diệt. Từ nó luôn. Tháp canh nó bắn rát quá. Tháp của địch đã bị phá hủy. Giết thằng tướng nó là xong, gì đâu. Super. Ây dạ, một trận đánh phải nói là vất vả ấy. 4.200 quân mà mình ít quân hơn nó như thế. Không có đội La Mã thì thương vong cực nặng đấy. Không có đội La Mã thì sẽ thương vong cực nặng. Xong. Mấy 6.000 rồi. Được. Nhà thờ. Cái này toàn cái đồ tăng trị an để lại được. Kẻ nào còn dám tấn công ta nữa này. Bên này này. Khỉ, mấy thằng này nó đuổi mình kinh quá nhỉ. Warriors all. Get on our way. Cắm trại đây phát dụ cho nó vào đập mình nữa sao nào. Giới tưởng chúng mày hổ báo thế nào. Thế thôi á. Thế thôi á.
Nào còn phương Bắc nữa. Phương Bắc vẫn chưa ổn được. Đợt phát nữa là xong. Phương Bắc chưa ổn. Thằng này vẫn còn thích đứng ở đây à? Cứ lẩn vẩn gần gần hạm đội của anh khử luôn. Này thì chỉ có đâm hút là xong gì đâu. Nó sao vớ vẩn thế nhỉ? Đánh nhà tu nó nhiều khi nó ảo lắm. Rõ ràng là tỷ lệ thắng rất là cao. Chúng ta tất nhiên là cũng không mất quân đâu nhưng mà. Bạn về đây, còn bọn kia cứ đứng ở ngoài biển đấy. Lomba Sosman. Đây rồi. Con rời này lúc nãy định đánh nhau với anh đúng không? Toàn thuyền cận chiến à? Làm trận cho nó rực rỡ nhỉ? Tội gì mà phải sợ. Ơ, mình có quân trên bờ. Bắn tới không? Không tới. Ships and oars ready. Ready and able. Oars ready. Ready and able. Ships ready. Ready and waiting. Giving us a bad name. They don't drink enough, never brawl, and their singing and dancing is appalling. Hook luôn. Ships awaiting your word. One of our ships is fire! One of our ships is burning! Ready and waiting! Ships ready! Hy sinh mấy cái thuyền này mới được. Húc đê, húc đê, húc đê, húc đê. Húc chung nó. The enemy is boarding one of our ships. We outnumber the enemy. Rồi. Bắn luôn. Hy sinh mấy cái thuyền bên này, hủy diệt cái hạm đội này của nó.
men have given up and are running for their lives. Bây giờ bắn giết luôn cái hạm đội này của nó. Không tiếp. Không hết, nó toàn mình kiểu gì rồi. Không. Cho nó bằng sập luôn. Xong rồi. Rồi. Không tiếp. Enemy forces have destroyed an entire unit. Ships ready. Rồi. Đến gần hút luôn. Nó không kịp rồi. Chơi bằng nát cái hạm đội nó luôn. Chuyên thằng sát nút à? Sao mình cứ hạ được cái hạm đội này của nó đã? Hình như thằng này nó còn mỗi cái hạm đội này. À không phải. Nó còn rất nhiều. Rồi, vùng biển này của mình êm ru rồi. Mỗi thêm mấy cái thuyền nữa là xong. For the tribe. Yes. Ready for orders. Ngọt. Thiếu lương thực à? Nên có đau lòng anh em. Xem nào, được bao nhiêu rồi? 50, thêm 10 khu định cư nữa. 10 khu định cư nữa thì chỉ không cần để đánh nhau, chỉ cần khôi phục hết nguyên cái chỗ này lên là xong rồi. Chỗ này có 9 à? Phanh còn 3 tỉnh, đây là 1, 2 tỉnh đây. Thanh niên này vô gia cư rồi. Thế là xong rồi một vùng. Trời ơi, lãnh thổ mình sao nó lại... Ở đâu nhỉ? Vùng nước Anh đang sửa chữa một cái công trình gì nhỉ? Đợt sau à? Vùng này. Vũ điệu vô đàn này.
thiếu lương thực ghê thế cả. Hay là quân đồn trú rút lui. Quyền lực lên được 20 rồi. Cứ từ từ. For the tribe. Lượt sau thì cho quân đoàn này tiến xuống rồi. Đánh vào đây à? Được. Quánh tốt, sợ gì? Hay là đánh bên này trước nhỉ? Rồi, ngon. Đúng yêu cầu của mình. Rồi ôi. Ai xà. Bọn này nó không có lính dìu, nó chỉ có lính giáo thôi. Kỵ binh lại hơi nhiều nhỉ. Nhưng quân đoàn này mới thành lập, sợ không biết có ăn được không. Phải đứng như này để bói nhau tí chứ. Rú rú ở nhà thì làm sao mà lên kinh nghiệm được. Đội sốc kỹ kia của nó này. Nhiều lúc mình thấy mấy cái ông La Mã có vẻ yếu đuối nhỉ. Ôi dồi ôi. Khả năng cao nó tấn công từ hai hướng này. Đây. Cái đội cái này thì bọn kỵ binh của nó ít có nó có dám tấn công là hơn. We hunger for blood and battle. Gậy để chính ra chất chứ. Mình thấy nó chịu đòn tốt mà. Lính La Mã chẳng qua chỉ để chống tên thôi. Hai cổng còn lại thì phải hai đội La Mã. Bọn La Mã này chịu đòn kém. Chịu đòn không bằng lính gậy. Mấy anh này thì phải từ từ, không kiểu các ông hay chui ra ngoài lắm. Hăng máu quá oánh là chạy ra ngoài luôn. Battle group awaiting your word. The gods watch over us. Noble horsemen. Grouped and waiting. Ừ.
Ready for battle? Warriors eager for blood! Melee fighters ready! Oh, great. What the hell? Built this city. We fight now to defend this sacred earth. Defend these walls with your lives, and if they are breached, the enemy has reinforcements. Fight in the streets, then repel the invaders. Bắn cái đám này cho anh. Noble horsemen. Để đó, kỵ binh chạy ra đây đi. Cứ từ từ. Battle turns against us. Ôi giời. À được cái binh của nó chưa bạn. Bộ binh của nó thì mũi xoắn. Bí quá mới dùng cái long ba Sourceman mà. Kẻo quân tiếp viện là đến tới nơi. Hạ à, bọn rìu thôi. À bọn kỵ binh thôi. Sát quân của mình. Cổng này nguy hiểm nhỉ. Mấy quân đây rồi. Cứ bình tĩnh. Tấn công gỡ nó thôi. Bộ binh của nó thì không quan trọng. Xung quân ra đây rồi. Bộ khoa đội này bị chết oan là do pháo. Các cổng bên kia vẫn trụ được. Vòng sang bên này tiêu diệt đám quẩy đá bên này. Giáp vào à? Có đang xuyên giáp à? Cho đội này ra đây. Mình speed thì mình không sợ. Phá mình rồi.
chiến đoàn giáp quan đích này. Điểm tấn công ở cổng này của anh. Cái này có vẻ không bị tấn công nhỉ? Chưa biết được. Pháo mình vẫn đang lã rất nhiệt tình. Thôi từ từ. Nó lì một cách khó hiểu. Bên này nó thích đuổi cho chết luôn. Có ăn được miếng cua đan không? Cổng này à? Đây rồi. Khả năng cao nó tấn công vào cổng này. Kiếm cuối cùng nhỉ. Còn thằng nữa đây. Áo hôn thì nó vào đây. Ngon thì vào đây. Đấy này. Chết mất cái đội này mình là quẩy đán đấy rồi kìa. Nó hết quân rồi. Không có sống. Dám ba cái thằng La Mã. Nó còn đội kỵ binh. Di chuyển nhanh rồi đó. Anh chả ơi. Mày mấy long bè này nó đập tốt.
gì nhỉ? Mấy thằng nhỏ ấy. Kỵ binh của mình vất vả quá. Chẳng được chết xuôi. Nó làm gì? Ok, không thể biện ở đây. Ở kia, đúng vậy kia. Chạy làm sao lại phải chạy? A tower has been totally destroyed. Our horses love blood. Ai da. Dồn hết ra cổng này rồi. Rồi mà nó đánh đúng một thằng. Ô mẹ, tự thành của mình bị cháy. Tự thành cháy, cháy ở tháp canh của mình. Từ từ nó bắn hết tên rồi, thôi kệ. Bên người hạng yếu, quân đoàn này mới thành lập chưa đủ mạnh. Là con lính gì? Chết rồi. Noble horseman. Gotcha. Back. Đập lì ở nhau. Broken and are fleeing. Oh, nó đông thế nhỉ. Quân lính của chúng ta đã tập hợp lại. À, chỗ này nó không có đam xuyên giáp. Quỷ thật. Ôi giời. Gì đấy? Bên phòng thủ nó đứng được à? Trời ơi. Is running from the enemy. Được đấy.
Nó lắm lên lao quá, mình mất hết cái binh rồi. Nhanh, tiêu diệt bọn ấy. Ôi, này, tầm xa nó đông quá. Ngoài, đi từ thành thiết đây. Không còn gì để mất từ đâu ra đấy. Ồ, nó nhấp nháy hết rồi. Ui ôi, chết đến những người lính cuối cùng. Đánh trận đánh. Thế nó mới gọi là đánh. Đây rồi. Thanh niên này nổi điên này. Ái già, chạy hết rồi. Nhấp nháy rồi, nhấp nháy rồi. Không còn gì để mất, tao lên tiêu diệt nó, tướng nó luôn. Ôi ôi. Dồn ra đây. Tướng quân của chúng ta bị tấn công rồi. Úi dồi ôi. Ui, chết đến người cuối cùng luôn này. Một thằng cũng không chạy nha. Chết đến người cuối cùng. Con ngựa của nó bị điên chạy vào đây à. Toàn bộ. Ôi, nó còn có xạ kỵ nữa kìa. Quỷ đá xuyên vào đây kìa. Vào bộ binh này rồi, vào đi. Quay ăn vào đi, nó chạy hết rồi. Ủa, quân đoàn này còn nhiều thế. Đúng rồi, long bé rồi, giết tướng nó là xong. Đạo quân chúng ta lại điên cuồng chém giết rồi. Giết tướng nó. Vãi quá. Giết nó. Quân đoàn cấp 1. Sau trận này chắc được. Úi dồi. Xem nào. Xem nào. Úi dồi, có 2600. Nó tận 7500. Nó gấp mất hai anh long bè thôi, hình như mình mua lại được. Hai thằng đấy đánh đến chết rồi. Thằng này còn tướng. Còn hai thằng quỷ đá. Còn hai thằng speed. Mày giỏi ghê nhờ. Đứng đây cắm trại tiếp, sau đó là lại mua quân tiếp. Ô kìa, ô kìa. Bị phá hoại mình tiếp à?
cái tháp canh của mình nó bắn cháy mất tường thành, thành ra là mới bị hỏng thế. Nhưng mà phải đánh trận như thế này quân của mình nó mới có uy tín lên được. Đây là các cái tướng mà ủa định ám sát tướng mình à, lại chạy rút lui chiến thuật hết rồi, bọn này nó sợ nó chạy hết rồi. Quân đoàn này quân đoàn đầy đầu mà đánh chất thế. Our favor and friendship is rarely expressed in such golden terms. Hiệp ước hòa bình. We always remember with No. Anh chỉ tranh không nổ, hiệp ước với mày chết đấy. Giao thương là tốt lắm mà. Mấy thằng lính gậy đánh khỏe hết. Quyền lực 20 điểm. Vùng này tuyển không nhỉ? À tuyển được. Ready for orders. Gì chứ mấy anh Godan tuyển được. Sao mà bên kia tuyển được Godan xịn hơn. Rồi về đây tí đã. Making for ports. Warriors all. Bên này tuyển được nhiệt huyết sợ thấp thế nhỉ? Chấp hành kỷ luật. For the tribe. Đây, ra đây thì tuyển được áo sát vàng. Thanh niên này hết quân rồi. Tường thành cấp 4 không đánh được. For battle. For the tribe. Ready for battle. Is there nothing else? Get moving. For the tribe. Warriors all. Cứ bình tĩnh. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi thêm các cái video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau. Thiếu lương thực quá vậy? Không lẽ vẫn phải dùng...